nó non Em mà tính ha. lên, em thấy mấy cái đọt này em sợ, em để Ờ chừa đặng cho nó lên cái bông khác anh. Thấy không? Rồi nó dần rụm, thấy không? Non chèo à. Đó. Rồi các bạn. Đã không? Được không? Gãy không? Không đâu. Ok. Ok vậy được rồi. Rồi, anh bắt đầu cột ha. Hello, chào các bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình lại ra vườn ha. Mặc dù trời mùa đông cũng hơi lạnh lẽo rồi thì mình ra vườn của mình để coi có cái gì để thu hoạch và sẵn tiện đi dạo một quanh tham quan cái vườn mình luôn nha các bạn. Đúng rồi các bạn, thì ở đây mùa đông ha thì trời lạnh rất là mau. Cho nên một ngày đẹp trời như thế này á thì hai vợ chồng mình tận dụng ha. À, mùa đông ở đây thì rất là lạnh cho nên nhưng mà hai vợ chồng mình cũng tận dụng và tím những cái cây hay rau cỏ để trồng vào mùa đông các bạn. Thì đây là vợ chồng mình trồng một ít củ su hào tại vì nó cũng chịu được lạnh ha. Anh nghĩ cái này nó có bị hai lần nó đông đá này ha mà nó không chết. Nhưng mà anh nghĩ nó hình như nó hơi chậm lớn thì phải không em? Dạ thì bữa hổm thì mình có quay cho các bạn xem là cái lá su hào nó đông đá ha, nhưng mà khi nó tan ra đó thì mình thấy nó vẫn tốt và vẫn xanh mướt như thế này, thì cái củ thì cũng bắt đầu lớn nè. Nhưng mà mai mốt mình nghĩ là mai mốt nhiệt độ nó xuống thấp hơn nữa thì không biết nó có sống được không, hay là nó lớn để mà mình thu hoạch hay không ha. Đúng rồi các bạn, thì năm này hai vợ chồng mình trồng này cũng như là thí nghiệm ha, thử nghiệm. Dạ, thì cái này là bữa hổm mình trồng một ít cái bắp cải tí hon, thì bữa hổm thì nó cũng đã lớn rồi. Nhưng mà đến hôm nay thì mình thấy nó đã ra những cái bắp tí hon như thế này. Nhưng mà thấy nó cũng rất là chậm lớn ha. Rất là chậm lớn, hy vọng nó sẽ lớn mình có thu hoạch ha. Dạ, đây nè anh thấy không? Nó cũng đều đều giống nè, nhưng mà nó hơi lớn phải gấp đôi thế này thì mình thu hoạch được á. Và bên kia thì mình trồng một ít cái cải nồi tiết, nhưng mà sao thấy nó không có lớn rồi nè. Anh nghĩ chắc mình phải dỡ cái đèn lên em, tại vì nó không có nước nó thấm vô á. À, em thấy ở đây cũng vậy nè, anh thấy không? Em trồng hai cái đó mình thấy nó không lớn, hình chắc như là không lạnh phải quá đó, ha. Chắc phải lạnh quá. Dạ, thì mấy cái bông cải này bà hỏi ông xã mình trồng từ lúc còn tròn trời ấm lần, nhưng mà hôm nay thì mới thấy nó lớn, thì bữa hổm mình cần ở cho nên mình cũng đã hái một cây rồi ăn lần hơn các bạn, rất là ngọt luôn. Mà theo anh biết em, người ta nói không, cái này mình đừng có cắt luôn cái cây ha, mình cứ cắt cái bông thôi thì nó lên nữa hả? Nó lên nữa, cho nên mình để mình thử nghiệm coi ha. Thì theo lời yêu cầu của ông xã thì hôm nay mình chỉ cắt cái bông thôi nha các bạn, chứ mình không có hái hết cái cây. À các bạn, bữa hổm thì mình hái được một bông vô xào ăn. Trời ơi, nó giòn rụm mà nó ngọt lắm các bạn, chứ không giống như mình mua ngoài chợ ha. Wow, nè, tươi ngon không? Cái này giống như ngoài chợ mình bán chưa? À, ngon lắm. Ở đây có một bông hả? Đây một bông, dưới đây cái bông mà em thấy nó nhỏ xíu à. Tại vì nó chung trồng nó không có lên đều á, cho nên là cái bự cái nhỏ, thì mình thấy cái nào bự thì mình hái trước đi ha. Ồ, cái này để dành đi, bữa mà lần sau mình được cái video nữa. thì mình đi ra ngoài bên kia hình như em thấy cũng còn nữa đó. Ở đây thì chỉ có su hào với mấy cái củ cải tí hon ha. Rồi với ở đây thì vậy thì hết rồi. Dạ. Với mấy hai cái bông cải thôi. Còn ở bên đây. Ở bên đây á thì cái này là cái cây bông artiso á. Wow, cái này nó tốt quá. Nó quá trời tốt luôn, thì các bạn nói là chị ơi nó sống được mùa đông và sang năm nó sẽ lên rất là tốt. Thì mình chừa lại cây bữa hổm mà mình thấy nó tốt thiệt luôn á. Mà anh thấy mùa đông nó càng tốt á hay vậy? Dạ, như nó chịu được cái lạnh ha. Thì mình nghĩ nếu mà nó sống được á, qua tới mùa xuân là mình sẽ có cái bông mà tới sau thật là to để ăn nha. Cũng ngộ ha, cũng như là điều là cả rau cải cây cối ha. Nhưng mà có nhiều cây thì nó sống qua mùa đông. Dạ, thì cái này là bữa mình thử nghiệm mình trồng thử cái củ cải các bạn. Củ cải này là bên ngoài nó có màu hơi trắng trắng, hơi ngà màu tím, nhưng mà bên trong nó có màu tím nha, tại vì mình mua hột mình về mình ương mình trồng á, thì mình thấy nó đã bự rồi nè, thấy không? Nhưng có một loại nữa màu tím luôn đó em. Đâu? Đây hả? Màu cũng vậy hả? Nè, nó giống nhau, tại vì bữa em mua hột giống nhau hết á. Nè, mà các bạn thấy không, cái này là hình như là nước nhiều quá nó bị nứt, mà trong nó có màu tím cà, rất là đẹp nè. Các bạn thấy không? Cái này hy vọng nó sẽ chữa lành cái vết nứt đó ha. Dạ thì em mong là cái này nếu mà thời tiết tốt thì khoảng tuần hai tuần nữa là mình thu hoạch được rồi. Tại vì nếu sợ rất là lạnh thì nó không có lớn thôi. Ở đây có cái cây này nó tím luôn nè. Dạ. Em nghĩ là nó tím quá là có thể là trời nắng mấy ngày nó đủ cái nắng á. Tại vì ở ngoài đây á. Mà nó cũng chậm lớn ha. Chậm lớn nhưng mà thấy nó lớn anh hả? Nè có chỗ này cây này nó lớn nè. Thích cây này nhất nè. Đã không? Mà nó hơi bị nứt.
Thì nó lớn quá, nhanh quá thì nó nứt. Nói chung mùa đông mà trồng được cái này thì cũng thích đó các bạn. Thấy không? Cái này cũng ngon ha. Cái này nó có màu xanh ở trong. Màu xanh, phức quá, màu xanh. Cái này thu hoạch được không? Thì bên đây thì có mấy cái bông cải xanh, cái này thu hoạch được luôn rồi đó. Nhưng em muốn chỉ anh này nè. Thì cái này bữa hổm ông xã mình á, là trồng bắp cải trắng và nhưng mà có lộn được cái bắp cải nồi. Nhưng các bạn thấy bắp cải nồi rất là lớn, rất là ngon nè. Phải bữa hổm trồng cải nồi không thì thích quá ha. Cái nồi này nó... Nó chịu được cái lạnh đó các bạn. Cái loại này trộn gỏi ăn được ha. Cũng sắp thu hoạch được rồi ha. Nhưng mà đặc biệt cái bông cải trắng nè các bạn. Nó rất là tốt nè. Anh thấy nó xay như thế này. Mà nó không lên hả? Nhưng mà nó không có bông ở trong. Không có cái bông. Nó có lên á. Nhưng mà em kiếm hình như nó không có. Thấy không? Nó không có cái bông. Mà chờ rất là lâu rồi các bạn. Thì mình nghĩ là tại vì cái bông cải trắng này nó ra bông cũng tùy theo cái thời tiết ha. Hay là cái cây này nó cần cái con gì để đi thụ tinh đó. Mùa đông lạnh quá là mấy con nó ở nhà nó úng rồi. Thì mình trồng 1, 2, 3. Nói chung nguyên một đám này không có nào có bông hết. Thì nó vẫn xay giống như cái bông. Nhưng mà thực sự nó là không có cái bông ở trong. Thì mình nghĩ có thể là nó không có chịu được cái thời tiết lạnh quá. Thì nó không có đúng mùa ha. Dạ không đúng mùa đó. Thì cần tàu này bữa hổm là em hái hết trơn mà nay nó lên đọt nữa tại trời ấm á. Nếu mà trời như thế này thì có thể ăn được nữa nha các bạn. Và mùa đông, mùa xuân năm sau nó mọc lại đó. Wow, đây giờ mình thu hoạch cái này luôn ha, mình cắt luôn ha, sao? Dạ, thì mình thu hoạch bông cải này luôn rồi tại vì bây giờ cũng không tính trồng lại cái gì ở đây á. Cho nên mình cắt lại, mình chừa cái gốc, mình múc nó lên lại ha các bạn. Mình cắt sâu sâu xuống cái thân á, anh cũng được, ngon á em. Nó non. Em tính là em thấy mấy cái đọt này em sợ em để chừa đặng cho nó lên cái bông khác anh. Thấy không? Trời, nó dần rụm theo, nó chèo à. Đó. Các bạn, đã không? Nè, anh thấy mấy cái đọt này không? Nè các bạn. Đó, chắc vậy người ta, mấy bạn ông Mỹ nói vậy ha. Dạ. Nó sẽ lên. Mình nghĩ chắc nó sẽ lên cái bông khác cho nên mình chừa lại nha các bạn. Hả? Các bạn, cái bông nhỏ nhỏ đó. Dạ. Ở trong có bông nữa. Em hái cái này luôn ha. Và ở bên kia cũng có cái nhỏ nữa ha. Cũng cái đó lớn. Nhỏ thiệt luôn. Nó cũng có bông nhiều quá em. Có chừng lạng luôn cái nhỏ à. Dạ. Rồi lạng thiệt luôn rồi. Chừa lại. Đó, chừa ba cái. Đây. Non chèo dưới, các bạn. Em lạng cái nhỏ nè ha. Thôi mình lọn luôn cái nhỏ rồi. Xong ha, được ba cái bông cải. Ok. Thì bây giờ mình sẽ dạo quanh một cái vô cái nhà kính của mình coi nó như còn cái gì trong đó ha. Ừ. Mùa đông khắc nghiệt ha các bạn. Có cái gì thì mình thu hoạch cái nấy. Không như mùa hè nữa. Vô đây thấy buồn luôn á. Đây. Ở đây thì trước khi vô thì ba cái rau dấp nó tàn úa hết rồi không? Thì rau dấp bữa hổm mình thấy trời ấm cho mình thấy nó tốt, mình để dành đặng mình làm bánh xèo. Nhưng mà nhìn chỉ qua một đêm lạnh là nó như thế đó đó. Rau răm thì còn ăn được. Dạ rau răm thì bữa. Mà nó vẫn nó teo rồi. Điêu tàn rồi. Thì nhưng mà cái cần nước thì còn tốt nha. Thì nó chịu được lạnh đó các bạn. Rau đắng. Cũng rụi luôn rồi ha. Còn cái gốc không biết sống được không ha. Cần nước thì nó lên ha. Dạ. Thì các bạn thấy đấy, đã làm sạch rồi ha. Thì ở đây mặc dù trong nhà kính nhưng nó vẫn điêu tàn ha các bạn. Dạ thì mấy cái mồng tơi rồi bữa hổm là nó bị hư hết cho nên mình nhổ, mình cắt gốc thì mình cắt nhỏ để trộn dưới đất làm phân, mai mốt mình trồng cho nó dễ ha. Thì mùa đông ha thì có thể là có lẽ là ở đây trồng không có được cái gì hết. Dạ, chỉ trồng được mấy bắp cải rồi sơ sơ thôi. Thì cái dàn mướp mình bữa hổm đây mình dọn sạch sẽ luôn rồi để mai mốt mình trồng luôn. Để tới mùa xuân năm sau thì khỏi bận rộn ha. Ở đây thì ông xã mình trồng cải nồi. Mình thấy nó tốt quá, nó chịu quá nè. Ở trong đây ha, có thể là trồng ở đây được những cái cải nồi như thế này. Dạ, coi kìa, anh thấy mấy cái đó nó có xoắn chưa? Nó bắt đầu xoắn rồi đó. Ở bên đó thì cái rổ mà nó bị cũng đi đứt rồi. Em nhổ dọn dẹp luôn rồi. Còn cái này là xà lách son. Bắt đầu nó lên hả em? Bắt đầu nó tốt, tại vì nó chịu được lạnh đó các bạn. Nè, các bạn thấy nó tốt và rất là non nè, thấy không? Cái này thu hoạch được rồi đó nếu mình cần ăn. Còn bên đây là bạc hà. Thì bạc hà mình cắt ngang hết luôn rồi các bạn. Thì vẫn còn ăn được ha. Thì mình lấy một lớp lá cây đó, mình đổ lên. Thứ nhất nó giữ ấm. Thứ hai đằng sang năm mà khi nó rụt xuống đó thì nó làm phân cho cây bạc hà luôn ha. Đúng rồi các bạn, cái lá hồng hơn đất tất cả các loại lá. Dạ, mình gom ngoài vườn mình đó. Mình đổ luôn. Nói chung là tận dụng hết những cái lá cây để làm phân và làm ấm cho cây luôn ha. Các bạn thấy không, cái mấy cái nhà kính của mình nó lên mốc lên meo rồi. Mùa đông nó vậy á, nó ẩm rồi nó mưa tối ngày nó lạnh á. Dạ. Nó thành lên meo. Mà rau lá thì nó sẽ rụ ha. Rêu thì nó lên nhiều. Đây.
Đó, thì có lẽ mình sẽ không trồng gì được nữa ha. Dạ, với lại lúc này thì người ta cũng không có bán cây con nữa, chỉ có hột thôi. Thì mình có thể ương mình trồng, nhưng mà cái hột thì mình ương lúc mà cây nhỏ đó bạn, thì mình không thể đem ra đây trồng được ha. Cái này bảo mấy ương nè, nhưng mà rất là ốm yếu, không có trồng được là tại không đủ ánh sáng. Lúc mình đem ra nó nhỏ, nó không có đủ á. Mấy cây ớt mình cũng nhổ luôn hay không, nó chết hay không? Dạ. Đây các bạn, rau dấp mình chưa kịp ăn á, cái Nó đông đá đó. nó đông đá, nó héo nhẹ cho nên ăn không được, có thể mình để cho nó rụi luôn, Nhưng mà không sao, mai mốt tới mùa xuân nó mọc lại rất nó là mọc tốt các lại. bạn. Rồi, bây giờ mình ra mình dọn cái cây dâu ha, Cây nho hả? cây nho chứ, cho nó đẹp lại. Khi này bây giờ nó rụng lá rồi đó, mình uống cho nó theo cái cho nó quyện quanh cái hàng rào, nó đẹp mắt một chút. Thì cái cây nho này bữa hổm thì mình đã đem nó lên trên cái vàng, nhưng mà bữa mình đem lên thì cái lá nó rất là nhiều, mình không có làm theo ý mình được. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy cái dây á, mình uốn nó lại và cột lại cho nó gọn ghẽ ha, chỉ theo cái ý mình muốn đó các bạn. Đây nè, Ok, thôi bây giờ em quay đi, anh anh sẽ làm làm ha. cho không. Bây giờ thì ông xã mình lấy cái thang á, rặn cột cái dây nho lại ha các bạn. Để mình tháo cái củ ra đã, nó dễ hơn. Cái mình luồn, Luôn nó vô trong luôn hả? anh thích luồn nó ngay giữa nha, không có đi thẳng lên ha. Ok, nhưng mà anh làm coi chừng nó bị gãy á nha. Cái nho này mình trồng được 4 năm rồi, nhưng mà cái nó không có tốt, cái gốc nó không có bự lắm, tại vì mình cứ dời đi dời tới hoài nó bị mất sức á. Cái nho này nó nho di động hả, trong 4 năm mình dời 4 lần. Thì bây giờ là mình trồng ở đây là cố định rồi đó, mình nghĩ là sang năm nó sẽ có nhiều trái ha. Và đặc biệt là hên là trồng cây nho này rất là ngọt luôn, được Bây giờ nó sẽ được an cư lạc nghiệp, mà. nó sẽ có thời gian nó ra cái trái to ha. Giờ nó an cư lạc nghiệp ở đây và cho sanh nhiều con cháu ở đây đi ha. Ok, giờ mình kéo nó xuống đi. Bây giờ mình không có sợ nó hư, tại vì nó rụng lá hết rồi. Nhưng mà nó cũng bị giòn, dễ gãy cái thân uổng. Giống như cây là bây giờ là mình muốn tỉa hay là mình muốn cắt gì đó các bạn cũng rất là dễ, là tại vì nó rụng hết lá đó, nên nó còn không có bị khó khăn khi mình tỉa cây nữa ha. Bởi vì mình tận dụng lắm, khi mà mùa này là bắt đầu mình tỉa hết những Anh cái thấy nó cây cũng nào, giòn quá còn tới mùa xuân thì nó ra lá non bông đồ đó, mình không có đành lòng để tỉa đâu ha. ha. Nó còn quấn. Còn quấn hả? Nè, cái gốc nho mình trồng ở đây ha, thì bây giờ ông xã mình sẽ luồn nó vô trong. Cũng Hy bự vọng rồi là chứ, được ha. cái gốc anh thấy cũng bự bự rồi nè, hình như vô đây thấy nó lớn á. Coi chừng nó gãy ổn nha. Hay là mình cắt luôn một cục lại. Thôi đừng cắt cục, là tại vì nho nó thì anh cho nó lên trên rồi xong anh quay nó trở lại, giống như cho nó một đùm ngay chỗ đó, rồi mốt anh sẽ tỉa nó khi nó lớn. Cái dạng của mình hơi nhỏ, phải nó bự bự xíu, mình sẽ trồng một dây nữa bên kia bò qua ha, hơi nhỏ. Thành ra chỉ một một dây là con bò đặt rồi. Cũng khó luôn lắm nha, tại vì nó nhiều nhánh đó. Luôn thì không không khó, nhưng mà sợ nó sợ gãy. Wow, cũng Muốn em giúp không? ngoài cho em luôn không. Em làm cho. Chúc anh cọp thôi. Ra các bạn, thì mình cột nó lại từ bó như vậy nè cho nó dễ hơn, mình kéo nó qua. Mình cột nó dày thẳng cho nó không có bị gãy cái nhánh đó các bạn, bị xước á. Bữa nay trời nắng rất là đẹp ha, không có một miếng gió nào hết. Dạ, thành ra thì mặc dù nhiệt độ nó không có ấm lắm, nhưng mà nó không có gió làm cho mình cũng dễ chịu hơn, không Thì bị bây lạnh giờ ha. đó, thì giờ nó cũng khoảng chắc cũng khoảng 7 độ ha em. Dạ, mùa này như thế này là ấm lắm rồi anh hả? Em đúc ở ngay chỗ đó hả? Anh muốn dưới nữa hả? Vậy cũng được rồi, chắc còn không sao không? Dạ. Tại ở dưới là cây gốc thôi. Chứ mình đúc nó ở mé sâu ở dưới nữa thì nó sẽ bị hay bị gãy. Ok. Cái cổng này thì mình làm ở chỗ này đặng cho nó đẹp thôi chứ không gì hết. Được không? Gãy không? Không đâu. Ok, vậy được rồi. Rồi, anh bắt đầu cọc ha. Ừ. Là xong rồi đó. Anh cho nó trèo lên trên, cái lát mình làm cho nó đẹp lại thôi ha. Ok. Ok, rồi em để nó đi, anh được rồi. Rồi, bây giờ thì để nó lên trên cho nó đẹp đẽ lại.
anh để cái thang hơi xa không gió cho con té đó. Rồi, để ngay ở giữa luôn nha. À, các bạn đó, như thế thì anh sẽ cột xuống luôn ha. Một chút anh sẽ cột sát cho trong cái mấy cái này luôn, cho nó dính vô đó luôn. Cột vô đây trước ha. Và anh chỉnh cái này cho nó. Cái sang năm cái mấy chỗ này nó lên nhánh nữa, cái mình trẻ nó mình làm cái thành cái khung đám cưới. Cọc đám cưới hả? Cái này nó có hoa nữa chắc đẹp ha. Thì nó mới mốt nho nó có trái xong rồi nó có nho chùm 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 á, nó không có bông không có hoa, để trồng thêm cái bông gì nữa nó có hoa luôn. Mình cọc chỗ này một cái nữa ha. Hay cọc sát ở trên cái nữa đi. Dây này thì mua ở Dollar Store nè các bạn, một đồng á. À, tiện lợi lắm à. Tiện cũng dễ. Rẻ nó mình xài. Dạ. Thả ra thoải mái. Lại mùa ấy mình cột rau rồi đó, cột mấy cái cây rồi đó cũng dễ. Cột ra cho nó ở dưới đây một cái đi. Tại vì cái này dây có 1 đồng mà, mà nó xài rất là nhiều. À. Ô, hơi dài. Cái nó đi, cắt nó. Tại đó đi, có nhiều năm sau mình. Còn tận dụng nữa. Tận dụng á. Thường thường mấy cái nho này cái nó có cái đường dây chín nó lên vậy á, cái mùa hè á nó nhảy cái tược non lên. Mùa đông mình không có cần để nhiều cành. Mình để cho những cái gốc chính á thôi. Hy vọng là năm sau mình sẽ có nho lớn ăn ha. Xong chưa em? Xong rồi. Ok, em cột nó vô đây nữa là ok. Bữa nay trời nắng rất là đẹp à, cũng có thể nói là ấm hơn mọi khi ha. Ở bên đó thì ba cái cây nó, cây táo đó các bạn, cây bơm á, nó cũng vẫn còn trái nhưng mà trái điêu tàn hết rồi, ăn không được. Có thể là sâu nó đục vỗ rất là nhiều. Xong rồi. Rồi mình ra mình chào mọi người luôn ha, báo cáo tình hình. Thì hôm nay hai vợ chồng mình đi một dạo quanh cái vườn của mình vào mùa đông ha, rất là lạnh nhưng mà vẫn còn cái một ít bông cải để thu hoạch các bạn. Và hôm nay sẽ đã làm được cái dây nho đó cho nó bò lên được như ý ha, để sang năm sẽ có những cái trái nho nhiều hơn và ngon hơn nha các bạn. Nè, mùa đông mà vẫn còn thu hoạch được cái ba cái bông cải. Bông cải xanh ha các bạn. Rất là tươi ngon luôn á, mặc dù á nó không có bự lắm nhưng mà nó rất là ngọt và ngon ha các bạn. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Đi vô xào bông cải ăn. Bông cải xào thịt bò rất là ngon luôn. Dạ. Ăn sống cũng được luôn. Dạ, ăn sống cũng được luôn. Bye bye các bạn.